Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận 36 ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng là 3 ca. Trước tình hình trên, Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc tăng cường công tác giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại cơ sở điều trị và tại cộng đồng, tránh để bùng phát thành dịch, quy động các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương tham gia tích cực có hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy mỗi tuần một lần ở các địa phương có nguy cơ cao, địa phương có ổ dịch thực hiện phun hóa chất diệt muỗi. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền về sốt xuất huyết, các địa phương cần phải tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng về đặc điểm của bệnh và các biện pháp phòng chống để mọi người dân được biết và chủ động thực hiện tại hộ gia đình. Đồng thời yêu cầu người dân khi có các dấu hiệu nghi mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, tuyệt đối không được tự ý điều trị tại nhà.